Santa Fe không những đẹp mà lại còn rất là bền và đặc biệt, không lớn mốt các bạn nhé. Và hôm nay em mới về cho các bác chiếc Santa Fe bản MLX 2009 các bác nhé. Phải nói xe biển thì VIP cực kỳ rồi. Đấy, chiếc này thì chủ nhân người ta cho phép được để lại biển đi đây này anh em nhé. Đó, chiếc này thì nói thật với các bạn là bản này mà xe đẹp như này cực kỳ là hiếm các bác ạ. Bản MLX 2009, một chiếc xe mà một chủ cực kỳ đẹp, là các bác nhìn quan sát tổng thể một chiếc xe từ đèn đóm, nước sơn, đường gân keo chỉ là nó sóng sánh lóng lánh, đẹp tức mắt, đẹp nhức mắt. Đó, anh em nào mà yêu thích cái chiếc xe này, giá bên em đang chào bán cho các bác là cái cửa tiền là 3,7 triệu quay về các bác nhé. Là các bác đã sở hữu được cái chiếc xe Santa Fe mà phải nói là hàng xuất sắc như thế này các bác ạ. Một chiếc xe mà các bác nhìn đây, đẹp như này. Đó, cụm ABS nó mới như này các bác này. Và nó đặc biệt thì cái chiếc xe này không lỗi các bạn nhé. Máy số thì phần côn cơ đó vẫn còn zin, chỉ chạm là máy thì đã được thay lại xe măng phớt gít các bạn nhìn này, đã được thay lại xe măng phớt gít các bạn nhé. Đó, nhưng còn tất cả mọi cái thì nó vẫn còn zin hết đấy các bác nhìn đây. Một chiếc xe tổng thể, một cái mẫu xe Hàn đấy, hàng nội địa Hàn, xe thì đẹp thì chúng ta không phải bàn về chất cái chiếc này. Đó là cái mẫu xe Hàn Quốc các bạn ạ. Cái đèn của nó thì các bạn nhìn đây, rất sâu và đậm, rất sâu và đậm các bạn nhé. Đó, mọi cái thì các bạn nhìn đây, rất sâu và đậm luôn. Cái dòng này thì nó được trang bị là mô kép các bạn ạ. Đó, các bạn nhìn này, ô đẹp không, sáng quắc các bạn nhé. Đấy, ốc rồi các bạn này, ốc vẫn sơn 7 màu này các bạn này, vẫn đánh số sơn của nhà máy này. Đẹp chấm hết luôn các bạn ạ. Và cái mẫu này thì nó được trang bị hai túi khí, xây ghế, xây gương, gương kính chỉnh điện và gương kính cụt xòe, và có chế độ phanh bó cứng và lưng chân ga, cửa sổ trời toàn cảnh. Một chiếc xe mà đẹp chấm hết cho các bác. Ghế thì nội thất ghế da zin theo xe các bác nhé. Đấy, vô lăng phủ số thì chúng ta không bàn. Đó, dạng này để điều hòa auto các bạn ạ. Và các bạn này thì nó có cả xây ghế đầy đủ các bạn nhé. Đó, hai xây ghế đầy đủ ở phía trước và có cả xây ghế ở phía sau. Đó, loa thì dạng này là điều hòa, là dạng điều hòa 3 vùng. Và có cả chế độ lưng hạ chân ga. Các bạn lưu ý này, lưng hạ chân ga, chỉnh đèn sang tối, tích hợp vô lăng và gương kính chỉ định gương cụt xòe. Đó là một cái mẫu xe option của Hàn Quốc thì nó rất là đa dạng ở cái chiếc xe này các bạn nhé. Nó rất là đa dạng luôn. Đấy, cửa rất ít mở, các bạn lưu ý là những chiếc cửa xe mà các bạn mở này, đấy, ít mở nó kêu như này thì các bạn chỉ bôi thi nhớt hoặc các bạn xịt tí R17 vào nó kêu các bạn nhé. Còn nếu mà chiếc xe mà cửa mà người ta mở nhiều nó nhão ấy, là mở một cái xong lại đóng là tự nó đóng vào ấy, thì nó rất là đơn giản các bạn ạ. Cái mẫu này từ ngày xưa nó dán này vẫn còn đây. Đấy, chưa bóc cái người ta còn cái này đã chưa bóc từ ngày xưa này các bạn này, từ ngày xưa luôn vẫn còn này. Đấy, nó còn cái lỉ, nó còn cái ly lông các bạn nhé. Đấy, đấy nó còn cái ly lông của nhà máy từ hồi nó đến bây giờ vẫn còn này các bạn ạ. Đây, các bạn nhìn đẹp không, quá đẹp cho cuộc tình luôn. Santa Fe xuất sắc luôn đấy, các bạn nhé, đi toàn bộ đấy các bạn nhìn đây. Từ gân mũi chỉ của xe thì các bạn nhìn đây, ba vùng điều hòa đó, và hai xe ghế ở phía sau các bạn nhé. Cái trần nó thì thực sự các bạn nhìn ấn tượng luôn các bác ạ. Các bạn này các bạn nhìn đây, cái trần nó thì các bạn nhìn ấn tượng cực kỳ luôn đó các bạn nhé. Và cái đồ nhựa của xe thì các bạn nhìn đây, không hề trầy xước một tí nào các bạn nhé, không hề trầy xước một tí nào luôn. Ghế ra đây, ở phía sau thì ghế ra đây các bạn này. À, cái dòng xe nó đẹp hay không thì chúng ta phải lưu ý là xe nó phải còn được cả cái nội thất các bạn nhé. Đấy, xe mà không được cái nội thất thì cũng vứt các bạn ạ. Đấy, muốn đẹp thì nó phải còn được cả nội thất cơ. Quá ok luôn các bạn nhé. Đấy, anh em nào nhìn đây, tường tận chi tiết luôn, không trong bánh ngoài lá gì cả, em quay rất chân thực. Đấy, em quay rất chân thực cho các bạn luôn. Đấy các bạn nhé,
toàn bộ các option này từ cái sơn này của nó vẫn còn zin hết các bạn này. Đó, đẹp hay không thì chúng ta hãy đánh giá tổng thể một chiếc xe là nó như vậy các bạn. Đó, khi mở cửa là nó báo ở tablo đây các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn đây. Ứng xử trong trường học mình theo là khi các học sinh phát hiện này. Máy rất là ngon, nổ êm đét luôn các bạn ạ. Đấy anh em nhá. Đó, để em thử cửa sổ chờ cho em hoạt động. Ồ. Đấy các bạn nhé, rất là ok. Tuyệt vời luôn. Cái và các bạn lưu ý là cái bản MLX này 2009 này nó khác với cái bản SLX 2010 các bạn nhé. Cái bản 2010 thì cái cửa sổ chờ như này rất buồn cười. Nó chỉ hách lên hé lên là tí thôi các bạn nhé. Đấy, ví nó chỉ hách này. Đấy, nó chỉ hách như thế này các bạn này. Cái con 2010 các bạn ạ. Con 2010. Con 2010 nó chỉ hách đứng như này buồn cười lắm các bạn ạ. Đấy. Đấy các bạn nhé. Nhưng con này thì lại không thế đâu các bạn ạ. Đấy anh em nhìn này. Máy nổ êm đét luôn. Đó các bạn này. Odo con này nó chạy đâu đó được 18 vạn các bạn nhé. 18 vạn km này. Đấy các bác này. Xe thì không có lỗi nhỏ cho anh em. Một chiếc xe mà chất lượng dành cho bác nào mà yêu thích cái mẫu San. Đấy, dầu các bạn nhé. Một chiếc xe đẹp chất lượng dành cho các bác nào luôn luôn. Và cái bản này thì có hai ghế điện các bạn nhé, lưu ý nhé. Hai ghế điện luôn. Đấy, đầy đủ cho anh em. Một chiếc xe mà nó còn như này, quá ok luôn. Đó. Rất tuyệt vời. Mỗi đội là cái dòng này nó chưa lên nhiều ghế các bạn lưu ý nhé. Cái dòng San này nó chưa nhiều ghế đâu. Bởi vì cái mẫu này nó chưa nhiều ghế, còn đời cao hơn là nó sẽ nhiều ghế các bạn ạ. Đó, cái này thì nó được lưng đẩy phòng ở này lên và giảm các bạn nhé. Rồi, thì cái bản này là nó bản được trang bị máy VGT rồi các bạn nhé. Đấy anh em nhìn này, đèn nó đây, sáng quắc luôn. Đấy các bạn nhé. Với tổng thành cái chiếc này đăng kiểm đến tháng 1 năm 25 anh em này. Các bác nào mà mua có nhu cầu mua xe này thì alo cho em Dũng này. Báo cho các bạn luôn là 370 nhá. 370 là bao rút hồ sơ cho các bạn. Anh em nào quan tâm cái chiếc này. Đấy, mọi cái nó zin đẹp như này. Và option nó miên man như này. Thì các bác alo cho em Dũng đây. Ghế là ghế zin hết các bạn này. Ghế theo xe các bạn lưu ý nhá. Ghế theo xe này. Đấy, căng đét luôn. Duy nhất là chỉ có mỗi ghế bên lái kia thôi. Là hơi có một vết trời một tí thôi. Đấy các bạn này. Toàn bộ bản nề. Mọi cái của nó zin hết này. Đó. Các bạn nhìn chiếc xe này độ chất nó nào là các bạn biết rồi. Còn khi mở cửa ra là đèn nó tự sáng đây này. Đó các bạn nhé. Rồi các bạn này. Máy dầu thì con này nổ rất êm. Và cái dòng máy G cái máy này ấy, là máy này là nó đã lên rồi. Lên máy là dạng máy E các bạn ạ. Đó, chạy rất là thích luôn anh em nhé. Đấy. Gập xuống Santa Fe chúng ta gập xuống chúng ta chở hàng rất tiện đây này. Đấy, chúng ta gập như này các bạn nhé. Đây là một không gian phẳng này. Đó anh em thấy chưa? Rất là tuyệt vời luôn. Và đây thì là cái hộp bệ tí tay khi chúng ta đi nó đỡ mỏi tay để đồ các bạn nhé. Đó, xong người giữa ngồi lên. Đấy các bạn nhé, rất ok luôn. Và bản này có xây ghế đầy đủ. Có ghế trượt lên trượt xuống các bạn nhé. Và cái ghế này thì nhấc lên. Đó, đây các bạn nhìn cái con này ghế cái thảm nó đẹp thế chứ đấy. Cái đẹp thảm nó đẹp thực sự luôn. Đấy các bạn. Mới tết này. Đấy ghế nhé. Đó, đây cái trần đây. Rồi, ổ khóa này, khóa gọn này. Rồi, con này đây. Mới kinh khủng luôn. Các bạn ạ, con này thực sự nó đẹp. Chiếc xe này nó rất là ít dùng vào việc như là chở khách, tiếc là không có các bạn nhé. Và duy nhất là những chiếc xe này ấy, là thường thường là những doanh nghiệp và những tổ chức cá nhân người ta hay có điều kiện là người ta sắm những chiếc xe này các bạn ạ. Là người ta sắm những chiếc xe này. Đó, các bạn yên tâm là như vậy. Chứ còn xe mà để mà lỗi mới lại đâm va là bên em không làm, người ta lạng ngập nước là không có các bạn lưu ý nhé. Những chiếc xe này ngập nước là không có đâu các bạn ạ. Đó các bạn yên tâm. Bảo hành cho các bạn là xe không ngập nước nhé, không tai nạn. Máy số là bên em bảo hành cho các bạn luôn. Đầy đồ của nó gần như kích thì chả mở ra đến bao giờ để các bạn này.
chả dùng đến này. Đấy, có cả bình cứu hỏa zin theo xe các bạn nhé. Bình cứu hỏa zin là của Hàn Quốc này, từ năm đấy chả biết còn dùng được không. Đấy, đồ rất là mới đây các bạn này, mới cực kỳ luôn. Đó. Đấy, nó có cả cái đồ để đặt vặt cá nhân nữa các bạn nhé. Đấy, những cái này là lưu ý các bạn này, ở cái này là người ta tháo ra người ta không biết, như là cái ở chân ghế nhá các bạn nhé. Cái này nó ốp ở chân ghế các bạn này. Đó. Đây, ở đây còn một cái nữa này. Và nhiều người tháo ra nắp vào chả biết để chỗ nào và chỗ nào cả, nó là ở chân ghế hết các bạn nhé. Các bạn không được vứt đi. Đó, anh em thấy chưa? Đấy. Điều hòa kia. Đẹp hết, chấm nước hết nước chấm rồi. Sàn ở đây. Đó, một chiếc xe mà các bạn nhìn đây. Quá ok luôn cho một cuộc tình. Con này cốp thì nó chưa lên cốp điện các bạn nha. Đấy, dòng này mà cốp điện nữa thì chấm hết nước chấm. Con này thì rất là ok rồi. Các bác mua con này về chỉ sẵn đổ dầu là các bác chạy thôi. Thì những chiếc xe này bên em tuyển là thuộc dạng xuất sắc, xuất chúng cho quý vị và các bạn luôn. Đấy các bạn nhé. Đấy các bạn lưu ý này, cái bản này có lưng chân ga này. Đấy lưng lên này. Đấy nó có đèn này. Đấy các bạn lưu ý này. Đấy, có đèn hắt xuống chân này. Đó các bạn thấy chưa? Đấy. Lưng chân ga, hạ chân ga là cái mục đích là làm cho chân ga cao lên, chân phanh cao lên, để cho cái tầm lái của người ta có thể người chân ngắn, chân thấp, chân cao. Các bạn lưu ý nhá. Để chúng ta điều khiển, chúng ta lái nó dễ hơn. Chúng ta phanh ga dễ hơn các bạn nhé. Con này thì khóa zin theo xe là các bạn này lưu ý này. Santa Fe nó chỉ có khóa này thôi các bạn lưu ý này. Các bạn lưu ý nhá. Santa Fe chỉ có khóa này thôi, đây khóa zin của Santa Fe này. Đó các bạn này. Và đây thì em sẽ giới thiệu cho các bạn đến phần máy động cơ con này. Quá là ok luôn. Con này cụm ABS nó sáng choang các bạn này. Đó, đĩa của nó không một tí gần là các bạn nhé. Úi giời. Úi giời ơi, đẹp quá các bạn ạ. À. Ê, các bạn nhìn cái lỉ này. Úi giời ơi. Quá đẹp cho một cuộc tình luôn các bạn nhé. Quá đẹp trong cuộc tình luôn. Thực sự là đẹp các bạn ạ. Đẹp kinh khủng luôn. Còn các bạn ý này, ốc nó chưa phẩy này. Đó, toàn bộ đầu răng sắt xi của nó nguyên bản hết này anh em nhá. Đầu răng sắt xi nguyên bản hết nhá. Đó, các bạn nhìn này. Đẹp long lanh cành đào luôn anh em nhá. Máy đây. Đó, máy thì cam kết không hơi thừa luôn anh em nhá. Đây, máy không hơi thừa một tí nào luôn anh em nhá. Đấy các bạn này, máy dầu mà lỗ như thế này thì các bác ơi, không mua Santa Fe thì mua gì ạ các bác ơi. Máy này chấm hết rồi các bác ạ. Quá tuyệt vời cho cuộc tình luôn. Quá tuyệt vời các bạn ạ. Máy con này thì bán cũng tiếc các bạn. Nó thực sự các bạn luôn. Con này máy nó zin các bạn ạ. Đấy, côn cơ zin hết các bạn nha. Chỉ có thay xem bằng phân gít thôi. Chủ bảo em thì em mới biết đấy. Chủ bảo làm trong hãng là thay xem bằng phân gít. Đấy, đến hãng người ta kiểm tra đến thời định kỳ, người ta bảo phải thay xe măng phun gít thì nó mới bền được, thì chủ nhân người ta thay định kỳ trong hãng các bạn nhá, cho nên các bạn yên tâm luôn. Đó, két nước này, zin này lắp, đấy, răng đầu zin này, mọi cái nguyên bản hết anh em nhá. Đèn của nó là zin hết theo xe này, đèn hàn này, đèn thâm các bạn nhá. Đó các bạn nhìn đây, cái mặt nạ ga lăng nó này, xe đẹp không? Quá đẹp cho một cuộc tình các bạn ạ. Đó, những chiếc xe như này, biển này quá đẹp luôn các bạn nhá. Đó. Anh em nào mà muốn sở hữu Santa Fe đẹp chất lượng thì anh em hãy liên hệ cho em Dũng nhá, để sở hữu Santa Fe này. Chiếc này nó rất là hiếm cho anh em đấy. Bác nào thích chơi con này hàng đẹp thì các bác alo em nhá, để sở hữu xe. Đấy các bác này, có 3 đồng 7 thôi là các bác đã sở hữu được em nó rồi. Đấy các bạn nhá. Rồi, các bác nào mà muốn sở hữu em này thì các bác alo cho em Dũng ngay nhá, để sở hữu Santa Fe. Cam kết là xe không ăn xăng mà chỉ ăn dầu. Và cam kết là không có hơi thừa đủ hơi, ăn nhớt các bạn nhá. Máy thì chấm hết luôn, gầm vệ thụt thò. Phi 100 km chỉ có một lớp ga thôi, đến 2 tầm
đến 2.000 vòng là mà là 100 cây các bạn nhá. Xe đấy mới lên phi sướng này. Đây anh em nhìn này. Đó, đẹp chấm hết này, 209 đây này. Đây này. Đó anh em nhá. Keo chỉ cột kèo thì các bạn đừng hỏi em nhá. Đấy. Chủ nhân lắp cả hộp ghế là có cả hoàng là hàng da này. Đấy. Ghế điện. Đấy, ghế nó đẹp không các bạn? Quá đẹp cho một cuộc tình các bạn ạ. Quá xuất sắc luôn. Đấy. Chủ là lắp thêm để cho nó đi nó đỡ bị hỏng ghế các bạn ạ. Đấy, bác cẩn thận đến thế các bạn. Và con này nó có cả hộp lạnh các bạn lưu ý nhá. Các bạn này. Dòng này nó có cả hộp lạnh đây các bạn nhá. Đó, cái bản này là bản MX đấy, bản rất là đặc biệt các bạn ạ. Nó có cả hộp lạnh đấy. Hộp là của nó hai dàn hộp các bạn nhá. Chứ không phải một đâu. Đây các bạn này. Đó, một chiếc xe mà như này đáng để các bạn mua chưa? Các bác nào mà có điều kiện chơi con này thì alo luôn đi. Alo luôn nhé. 3 đồng 7. Là ba rút sơ cho các bạn, không hơ rút là sơ bớt luôn. Mấy triệu các bạn nhé. Rồi, ghế điện đầy đủ hai bên. Đó, anh em nào mà quan tâm chiếc này thì alo cho em luôn nhé, để sở hữu chiếc Santa Fe này. Rồi, một lần nữa thì em Dũng cảm ơn anh em rất là nhiều đã quan tâm, đã muốn sở hữu em nó. Anh em nào muốn quan tâm muốn sở hữu alo em ngay để sở hữu xe. Xin cảm ơn rất là nhiều, xin cảm ơn.